Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á sắp được đưa ra xét xử nhưng giá cả vẫn chưa chốt. Báo chí Việt Nam là loại báo chí công cụ. Vụ đại án dính đến nhiều nhân vật chính trị ở cấp trung ương như vụ Việt Á thì báo chí không được phép đưa tin sát sao theo đúng sự thật khách quan mà phải đưa theo lệnh của ban tuyên giáo của Đảng. Tất cả các tờ báo đều đăng một tin giống nhau với góc nhìn giống nhau, trông cứ như đồng phục về tư tưởng vậy. Thông thường trước một vụ án lớn thì ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí tạo dư luận theo ý của họ, tức là ý của Đảng. Tuy nhiên cũng có lúc báo chí tạo dư luận cho một nhóm lợi ích nào đấy, nhóm có thể tác động đến ban tuyên giáo để chỉ đạo báo chí. Mục đích là để nhóm lợi ích đấy thu được thật nhiều lợi ích như có thể. Vụ án chuyến bay giải cứu trước đó ra giá 18 án ở khung hình phạt của án cao nhất là tử hình. Vụ chuyến bay giải cứu trước đây là một ví dụ. Khi đưa ra xét xử, báo chí đã rầm rộ đưa tin về 18 án bị truy tố ở khung hình phạt có án tử hình mà cơ quan điều tra đã đưa ra. Ở khung này, mức án thấp nhất là 20 năm. Tuy nhiên, sự thật là cơ quan điều tra chỉ ra giá để phía bị cáo chạy tiền mua án. Kết quả là đa số các mức án đều nhẹ và không có án tử hình nào. Thông tin từ nội bộ cho biết, song song với phiên tòa diễn ra là chợ mua bán công lý đằng sau hậu trường rất nhộn nhịp. Sau khi đạt được thỏa thuận thì hầu hết các bản án đều giảm đi nhẹ luôn. Trừ 4 án chung thân, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Hình Dũng nhận 16 năm tù, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng nhận án 12 năm tù, số còn lại thì chỉ vào khoảng 6 đến 7 năm tù, đều dưới khung hình phạt rất xa. Ở vụ chuyến bay giải cứu, cấp cao nhất bị đưa vào vành móng ngựa là Thứ trưởng. Tuy nhiên, ở vụ án Việt Á, ra trước vòng bánh ngựa có cả Bộ trưởng, những người thuộc quyền quản lý và bổ nhiệm vào Bộ Chính trị, nên báo chí cũng cẩn thận hơn. Vụ án Việt Á khởi tố trước vụ án chuyến bay giải cứu nhưng vẫn chưa chốt được án dành cho hai đại quan tham. Trước đây, Bộ Công an cho biết công ty Việt Á thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng và dùng 800 tỷ đồng để chi phí phần trăm ngoài hợp đồng bán kit xét nghiệm. Nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, xác định số tiền công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính chỉ còn có 1.200 tỷ đồng và số tiền chi ra để đưa hối lộ xuống còn có 106 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là vì sao có sự chênh lệch quá lớn giữa số 800 tỷ đồng ngoài hợp đồng và 106 tỷ đồng hối lộ? Nhiều người nghi ngờ Bộ Công an đã ém rất nhiều nhân vật quan trọng nhận tiền ngoài hợp đồng của Việt Á để mà giảm án. Cho số không biết nói dối, chỉ có Bộ Công an là nói dối với toàn dân. Cho nên ngay trong kết quả điều tra đã cho thấy có mùi. Ngay trong Bộ Công an, nơi ông Tô Lâm là Bộ trưởng đang đứng đầu. Đáng chú ý là mức án dành cho hai ông cựu Bộ trưởng với Chu Ngọc Anh, ông lại nhận 200.000 đô la Mỹ nhưng không bị truy tố về tội nhận hối lộ mà chỉ bị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Long thì lại bị truy tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên đến hơn 2 triệu đô la Mỹ. Cơ quan tố tụng vẫn chưa thông tin cho báo chí về mức án đề xuất dành cho hai ông cựu bộ trưởng này. Ông Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la nhưng lại được cơ quan điều tra né tội nhận hối lộ. Thị trường chạy án ở Việt Nam đang rất náo nhiệt, nhưng với những nhân vật cấp cao thì cần cẩn thận, đặc biệt là những nhân vật thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Có thể có những bản án không thể dùng tiền để mà mua, những vụ đấu đá chính trị cùng những nhân vật bị lôi ra vành móng ngựa là những kẻ cần phải bị loại khỏi vũ đài chính trị, thì dù có dư tiền cũng không thể mua án được. Cho nên dân chạy án cũng rất dè chừng, cứ thấy án nào cũng tham gia chạy thì có khi lại bị lôi ra tòa như Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an và Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đều bị tóm vì chạy án trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ chuyến bay giải cứu tưởng như nghiêm khắc nhưng hóa ra lại chỉ là một tấn tuồng với cơ quan tố tụng diễn trò hề công lý. Có thể vụ Việt Á sắp tới cũng chẳng khác gì là mấy, Ở vụ chuyến bay giải cứu, người bị hại bị cho ra rìa, những kẻ phạm tội dùng tiền đã cướp của dân để chạy án. Vụ Việt Á, người bị hại cũng sẽ chẳng được gì, và phiên tòa có thể cũng lại có cơ hội để bố máy tố tụng hút tiền từ những kẻ đã cướp tiền từ túi của người dân. Chúng ta hãy chờ xem vở tuồng sắp diễn ra thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ Việt Á sắp được đưa ra xét xử nhưng giá cả vẫn chưa chốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương Đoàn ba xạo, sao quân ta lại lột mặt nạ quân mình. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo trước một hội trường rất lớn. Ông Bảo nói rằng liên quan đến câu chuyện 5 điều Bác Hồ dạy mà mãi gần đây ta mới phát hiện ra, Bác không nói là dạy đâu. Bác có 5 điều khuyên các cháu mà Trung ương Đoàn lại biến thành 5 điều Bác dạy thiếu nhi. Lại sáng tác ra một cái bức thư nhân danh Bác Hồ, để tên Bác, nó mới đẻ ra 5 điều Bác Hồ dạy. 5 điều đó nhé: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đoàn kết tốt, lao động tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Không có một điều nào về yêu thương cha mẹ, anh em cả, mà tồn tại trong tất cả các trường giáo dục của Việt Nam hơn nửa thế kỷ này. Cứ dạy như thế thôi, Bác có dạy thế bao giờ đâu, đấy là Trung ương Đoàn dạy đấy mà lại nhân danh Bác. Chỗ này phải sửa các đồng chí nhé. Trang Facebook của Chu Hồng Quý đăng clip đoạn nói chuyện của ông Hoàng Chí Bảo. Đấy, chính người Cộng sản là tố nhau là mạo danh, là giả dối. Câu chuyện về những trò dối trá trong giáo dục là chuyện người ta đã nói rất nhiều. Tuy nhiên, nếu là những lời nói của những người mà chính quyền quy chụp là phản động, thì lúc nào họ cũng cho là nói xấu hay bôi nhọ. Giờ đây, một ông giáo sư của Đảng, một người chuyên bịa ra các giai thoại về Bác để mà ca tụng và tuyên truyền, thì nay lại lật mặt tổ chức khác của Đảng, làm giả lời nói của ông Hồ Chí Minh. Không có lời nói vạch trần nào giá trị cho bằng chính quân ta vạch trần quân mình như thế. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam dùng lời ông Hồ Chí Minh rồi cắt gọt thêm mắm dặm muối rồi biến nó thành lời dạy này dạy kia là một phần công việc của ngành tuyên giáo. Ngành công an có 6 điều Bác Hồ dạy, quân đội cũng có lời Bác dạy. Không biết ông Hoàng Chí Bảo có dám ăn gan hùm mà bóc phốt những câu dạy này như ông đã bóc phốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi hay không? Đây là tà quyền, thì nhúng tay vào lĩnh vực nào, lĩnh vực đó cũng tà theo. Ngành công an Việt Nam có 6 điều Bác Hồ dạy, nhưng lực lượng này đã bị dân đánh giá là một lực lượng lạm dụng quyền lực và trà đạp lên luật pháp kinh khủng nhất. Hay nói theo ngôn ngữ bình dân là mất dạy nhất. Ngành công an cũng có 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay cũng nát bét, đạo đức sa đọa, xuống cấp đến đáng báo động. Tình trạng thầy đánh trò xảy ra nhan nhản. Tình trạng mua bằng, mua điểm, dùng tình đổi điểm diễn ra tràn lan. Thật ra, Trung ương Đoàn làm theo chỉ đạo của Đảng cả. Ngay từ khi thành lập, Trung ương Đoàn được xem là đội hậu bị của Đảng, là lớp kế thừa của Đảng. Ngày nay, Trung ương Đoàn là nơi tập trung nhiều con ông cháu cha của chế độ, nơi tập dượt để tiến vào Trung ương Đảng và vào cả Bộ Chính trị. Ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng là những người đi lên từ Trung ương Đoàn. Cho nên, ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương Đoàn thì cũng đồng thời nghĩa là tố Trung ương Đảng. Nếu Trung ương Đảng không bật đèn xanh thì làm sao Trung ương Đoàn dám bịa đặt bóp méo lời Bác Hồ? Mà 5 điều bịa đặt ấy lại được Bộ Giáo dục đem dạy cho học sinh qua suốt mấy chục năm qua. Ấy chẳng phải là chính phủ cũng hùa theo Trung ương Đoàn đấy hay sao? Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh cũng theo một cách thức tương tự như tạo ra 5 điều Bác Hồ dạy. Thật ra Đảng Cộng sản nhào nặn ra cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh cũng theo cách như vậy. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì Đảng Cộng sản mới chế ra lá bùa thiêng này để mà nhồi sọ sinh viên để chống lại phong trào tự lưu tự diễn biến. Họ vừa hết những lời phát biểu rời rạc của ông Hồ, đem cắt gọt rồi thêm thắt vào để tạo ra cái nồi lẩu thập cẩm ấy. Cho đến nay, Đảng vẫn đang vơ mọi thứ, dù không phải là của ông Hồ, để nhét vào cái tư tưởng ấy nhằm lừa bịp chính người của Đảng. Có lẽ việc ông Hoàng Chí Bảo lột mặt Trung ương Đoàn chỉ là một tai nạn. Có người cho rằng ông này có lúc mất kiểm soát nên lợi bất cập hại đấy thôi. Vì là giả dối nên phải liên tục dựng kịch bản mà che đậy. Chỉ cần một lần cao hứng nói sự thật thì lộ tẩy ngay. Đấy, chính Đảng đã tự lột mặt nạ của mình, chứ có phản động nào xuyên tạc đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ông Hoàng Chí Bảo tố Trung ương Đoàn ba xạo. Sao quân ta lại lột mặt nạ quân mình như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de